Cuộc gọi thông báo người thân cấp cứu. Cô có phải là người thân của em Trương Văn Toàn không cô? À, dạ đúng rồi cô. Bây giờ con phải đưa em Toàn đi cấp cứu liền. Phân vai tinh vi. Hiện tại bây giờ bác sĩ đang có ở đây luôn, cô nói chuyện với bác sĩ nha cô. Bác sĩ ơi. Dạ cô, tình hình của bệnh nhi là bị té da chạm phần đầu. Hối thúc chuyển tiền viện phí. Sao rồi cô? Con đã chuyển qua bệnh viện 20 triệu rồi đó. Bây giờ còn đợi phần của cô nữa thôi à. Cô chuyển trên nhanh đi cô. Nhanh đi Nhi ơi, bây giờ bệnh viện phí sắp chưa đóng nữa. Ekip bác sĩ đang chờ kìa, đang ưu tiên cho bệnh nhi đó. Rồi, bác sĩ ơi, ráng cứu cháu tôi nha, tôi sẽ chuyển liền cho bác sĩ. Chuyện Cảnh Giác 16:40 Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị đón xem.